chào tất cả cô chú. Em có đi đang đi trên quốc lộ gọi là quốc lộ 22, thì ngay cầu vượt Củ Chi thì thấy một cái hình ảnh của hai bà cháu gọi là lụm phế liệu, thì mình quay vào để mình hỏi thăm cô như thế nào nha mọi người. Thấy rất là dễ thương, có thằng bé nhóc đó. Hello chào chú ơi, chào chú ơi. Con mấy tuổi rồi? Con mấy tuổi rồi? Con tuổi mấy tuổi chứ? 8 tuổi. Con tên gì, con giới thiệu tên con ơi? Tên Nhân. Gì nói rõ họ tên coi. Tên Nhân hả? Khánh Nhân. Khánh Nhân hả? Khánh Nhân. Cái gì Khánh Nhân? Họ có họ gì? Nguyễn. Nguyễn Khánh Nhân hả? Dạ. Quá trời đẹp trai à. 4 tuổi mà lanh dữ vậy. Có đi học không? Không. Không hả? À, không đi học bây giờ đi đâu đi đây? Đi chơi với cái người này là cái gì của con? Ngoại. Bà ngoại hả? Cho ba mẹ đâu rồi con đi lọn với chơi với bà ngoại? Không rồi. Thế sao quá? Đẹp trai quá hả? Nhóc 4 tuổi mới lành được mọi người. Ủa cô, cho con hỏi thăm, con cũng đi thường thường quay mấy chương trình này nè. Thì con thấy cô đẩy nhóc đi. Cho con hỏi cô ở đâu, cô tên gì, bao nhiêu tuổi rồi cô? Cô xích vô đây đi, để cho vô đây nó ngồi đi cho nó đỡ. Cô ngồi đi cô, cô ngồi cho nó khỏe. Con hỏi thăm cô ơi, cô là năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi? Năm 52 tuổi rồi. 52 tuổi hả? Cô tên gì cô? Cô tên Ngô Thị Cà Hơn. Ngô Thị gì? Cà Hơn. Cà Hơn hả? Cà Hơn. Ủa vậy cô là người ở đâu? Miền Tây á. Miền Tây là ở nó tỉnh nào? Đại Khánh. Vậy là cô người Khmer à? xuống ngồi với bà ngoại đi, ngồi nhất đích không? Xuống ngồi bà ngoại đi. Ngồi đây với bà ngoại đi. Đó, chú quay con luôn. Nó hơi tối nha mọi người. Đó, ngồi đây đi. Đó, ngồi đây sáng. Ủa, thằng ta cô lên đây cô ở trọ là cô có chú không? Cô ở không? Hả? Chú lâu rồi. Chú mất lâu rồi hả? Rồi thằng nhóc này là ba mẹ ở đâu nè? Nó nói bị bắt là sao cô? Hiện ra là bạn đó thuốc làm đó, người bán đó, người phòng mạch có mẹ bạn giống cho người đó, người ôm hết vậy. Bạn trốn hết rồi, giờ hai người đó. Lâu chưa cô? Ở đây hả? Đi thằng nó hàng cái 8 tháng hả? 8 tháng. Anh thằng anh 6 tuổi. Còn... Bạn nó tới thằng anh 10 tuổi rồi. Là tức nghĩa là thằng này nó còn thằng anh nữa. Còn anh nữa, thằng anh nó nhà. Rồi thằng anh nó giờ làm gì? Anh đâu có ở nhà chơi, đâu làm đâu vậy. Rồi ai giữ anh đó? Mấy người chơi mấy bà, mấy người chơi. Ngồi xuống con. Rồi, anh nó có đi học không? Không, đâu có đi học. Giờ là mình cô nuôi hai đứa cháu. Này là cháu ngoại hay cháu nội? Cháu ngoại không à, giờ hai đằng hết. Cô được mấy người con lận? Có mẹ nè. Rồi, mẹ của bé này là mấy tuổi? Mẹ nó tuổi con heo, heo lớn. Heo. Này hôm mấy à? Ủa cho con hỏi coi cô. Lúc đó là mẹ của bé làm gì? Mẹ của bé lúc đó là ở với cô là làm gì? Ở cô đó thì nó nghe đàn ca đó, chơi đàn chơi đó thì ôm hết chị vậy. Tức nghĩa có làm gì không? Lúc đó có làm gì không? Lúc đó có làm, nó mai cũng đi mai. Đi mai công ty á hả? Đi năm quan á, để nghe đàn ca nó nghỉ vậy. Rồi có hai mẹ con là lên đây sinh sống ở trọ. Cô lên đây là cô chuyên nghiệp phế liệu này thôi chứ đâu có làm gì hả? Không làm. Cái mic đó con. Con ngồi em đi cho chú hỏi ngoại tí. Rồi cô lên đây bao lâu rồi? Ba mấy năm ở thuê ở trọ không hả? Dạ, ở trọ nhà trọ mình một tháng bao nhiêu cô? Triệu hả? Điện nước của anh triệu. Để đồ là cứ nghĩ để đồ ba phế liệu này hả? Ta cho mình để luôn hả? Cô tức nghĩa cái phòng của người ta cho mình để phế liệu luôn hả? Cho muốn đi. Cô muốn hai phòng là một tháng 2 triệu. Tháng 2 triệu. 2 triệu rồi cô lợm này chỉ trả đồ đủ không? Đủ. Đủ hả? Tháng cô không có trả, tháng trả. Rồi sao nhóc lớn cô không cho đi học? Đủ tiền học không thôi. Là chỉ đủ trang trải thôi chứ tiền học phí không có đóng nổi hả? Thế tội quá. Mà cảnh cho cô đi học được không? Dạ. Hoàn cảnh cô không cho đi học được. Không cho đi học được.
Cái cặp này là đựng cái gì? Cặp quần áo của nó. Quần áo con hả? Quần áo sửa sụn luôn. Ồ, 4 tuổi 15 năm bà cố luôn á. Nói chuyện chú nghe coi, nhìn đây nè. Chuyện kìa, chú luôn. Dạ. Con tên gì? Nói lại chú nghe coi. Nhân. Nhân hả? Con Nhân tên Nhân. Nhân. Nhân bao nhiêu tuổi rồi? 4 tuổi. 4 tuổi. Nhân có muốn đi học không? Không. Không hả? Tại sao? Đi không, không học. Tại sao không đi học? Học biết chữ chứ. Nhân từ chiều Nhân ăn cơm chưa nè? Con đi. Con đi chị tê hai. Cái gì? Chị tê hai, chị ơi. Hồi chiều giờ Nhân có ăn gì chưa? Không. Không hả? Đói bụng luôn, có đói bụng không? Có. Có hả? Giờ muốn ăn cái gì? Cơm. Muốn ăn cơm hả? Bà ngoại có cho ăn cơm không? Không. Không hả? Sao vậy? Đừng xạo tôi nha. Giờ Nhân có thèm gì không? Thèm gì chú ơi? Thèm gì? Kẹo thôi. Kẹo hả? Trời ơi, sao nó bụng có thèm kẹo ta? Giờ thèm kẹo với cơm với kẹo hả nào? À, con có kẹo. Con có kẹo luôn hả? Trời ơi, chơi động người ta. Con kẹo. Đó thằng anh hiền lắm, anh ít có. Anh hiền lắm hả? Anh nó không có đi lộn với con hả? Có, có đi giờ bữa nay nghỉ nay nhà chơi vậy. Thường thường cô lộn mấy tiếng đường nào? Đi vòng vòng đi bơm á, đi vòng vòng đi tới trong bàn á, đi bơm á. Tới đường bàn luôn, theo quốc lộ này hả? Quốc lộ nè, có 2 người, 3 bánh đi rồi. Rồi sáng mấy giờ cô đi? Sáng là 1:30, 2 giờ cô đi về nhỉ? 1-2 giờ sáng hả? Ừ. Bây giờ là 7-8 giờ tối rồi, giờ cô mới về tới đây. Tại vì từ chỗ cầu vượt ngay vô nhà cô sao? Xa lắm hả? Ở đâu là cô? Chợ nè, chợ Quyên á. Ở đây xuống... Chợ. Là một ngày cô lộm tới đâu bán đó hay là sao? Dạ. Lộm để tới xem coi em. Là bữa nay lộm như đây hả? Có gì? Ý là bữa nay ngày nay cô lộm như đây hả? Hãy cho bà cho chú nói chuyện thôi ngoại với bà nè ngoan nè. Rồi rồi một xe đồ cô nhảy được cô bán được nhiêu cô? Bán được. Lấy cái cơm. Dạ. Em bờ đá bao nhiêu mấy nè? 900. Trăm mấy trăm mấy mà dưới là giấy với dụng với chai nhựa nghe để trong một kẹo nè. Ờ ok để okay, đâu lấy cái dạ dòng cái tháng cô bán tháng dũng căn cái một vậy một tháng mới bán lần là tức nghĩa cô mua cái nhà để cô chứa hả? Thường thường bán chuyến vậy được mấy triệu nó trả con nữa nha. Ờ im con nữa dạ tháng triệu mấy nè tháng triệu mấy hả? Vậy sao đủ trả nổi đồng tổ? Đúng rồi, trả một lần rồi. Cha nói chung cũng bấp bên chứ đâu có đủ. Nếu mà tháng nào rồi mưa gió là cô có đi lượm được đâu? Được, mưa nó cũng đi nè. Cũng đợi ở mưa đi luôn. Luôn, không có nghỉ ngày nào đâu vậy. Là hầm mấy năm cô sống bằng ngày này luôn á hả? Trời ơi trời. Một ngày lượm như thế này nè quý vị, có bán được có 100 mấy à. Nói chung nhện thá một tháng tính ra nó cũng được 3 triệu mấy chứ. Nếu mà có ngày được ngày không hả? Được không? Ừ. Có hoài đâu vậy? Dạ. Nếu ngày không có là tôi vàng hoàng khác vậy. Dạ. Là có khi đi bộ thì tới Trăng Bàn luôn. Tới chợ Trăng Bàn không? Trăng Bàn luôn, tới chợ Trăng Bàn luôn hả? Trời ơi trời. Thôi em con. Rồi ngoan đi lát chú cho kẹo. Nay cô 52 tuổi rồi. Rồi có khi nào cô đẩy vô cô có mệt không? Quen hả? Quen hả? Ờ, lát chú cho được một kẹo. Chạy con. Thì con thấy hoàn cảnh cô vậy con ghé con quay hỏi thăm cô với cháu. Tại thấy có nhóc này thấy thương quá. Giờ muốn kẹo đúng không? Muốn kẹo không? Muốn kẹo phải không? Rồi cho tiền kẹo nha. Hồi là nó đi cô 2 giờ sáng đi theo cô luôn hả? Rồi coi nó có uống sữa gì không cô? Có uống sữa. Uống sữa nó uống hả? Rồi cô để nó ngồi đó luôn hả? Nó ngồi nó ngủ đúng đây luôn hả? Đâu leo vô chỗ ngủ cho chú con ơi. Leo vô chỗ đi. Leo vô nhà của con ơi. Vô nhà con nằm đi. Đâu vô? Vô nằm cho chú con ơi. Nằm xuống. Ô đã vậy ta. À đây cái nhà nằm em chú quay coi. À để mở đèn led cho nó sáng mọi người. Đâu cái nhà có rượu cái gì vậy? Chơi xì tin hay rượu à? Để nó rượu không?
Rượu hả? Ừ giữ vậy ta. Đâu đôi dép rồi, lấy chú coi coi. Rồi rồi cái nhà. Đó, à, dép nè. Đã vậy ta. Cũng ok nha. Ờ, à, có bánh nè, cho tôi miếng bánh ăn coi. Cảm ơn. Cảm ơn, cảm ơn. Bánh sữa đâu? Cất tiền nè, rớt tiền thôi, tôi lấy tiền của chú nè. 10.000 nè, nè. Rớt tiền. Mọi người. Thì à, cái xe phế liệu như thế này là nuôi sống hai bà cháu nè. Ba bà cháu luôn. Đó. Đây là phế liệu của cô nè. Bây giờ cô đẩy vô nhà cô còn bao xa nữa cô? Mười mấy cây nữa hả? Trời ơi trời. Nhóc ba lớn vậy nè mọi người, mà đi với bà là 2 giờ sáng là phải đi. Bây giờ là 7, 8 giờ tối rồi. Gần 8 giờ tối mà còn ở đây. Thẳng vô nữa hả? Thôi thì à, cô cháu mình có duyên gặp nhau để con cho cô à, ít tiền để à, mua sữa cho với là mua kẹo cho nhóc. Ngồi im nghe ngoan nghe. À, những cái nhà. À ok, để tôi cho ít tiền. Cô ngồi xuống đàng hoàng cho tiền kẹo nè. Cô ngồi xuống đi con. Ngồi xuống con, ngồi xuống đây với bà ngoại nè. Ngồi xuống đi con. À, thì bây giờ nói chung là cô cháu mình có duyên. Với lại thấy nhóc nó tội quá thì con cho cô 200 nè mua sữa cho với mua kẹo cho nhóc. Đó, à, cho tiền mua kẹo là tự mua nha. Để kẹo con chứ. Gì? Vậy thôi. Về nhà đi mua chứ chú giờ chú đâu có chở không được. Bữa nào chú qua chú chở. Cô có xài điện thoại không cô? Không, cô không xài điện thoại đâu. À, thường thường là 7-8 giờ là cô về tới đây hả? Là khuya 2 giờ sáng là phải đẩy lên hướng trong bàn. Có khi nào đẩy xuống hướng mấy dưới này không? Tới hơn xương không? Tới hơn ở tới xương luôn. Không ai chị Kiều, không ai chị Kiều. Cái gì vậy? Cái đèn nè, ngồi im đi, tôi rọi anh đẹp trai anh chứ coi. Ngồi im cho chụp hình hai bà cháu cái coi. Rồi thì ngồi im xe nóng, xe nóng con, ngồi im. Thì con thấy tình cảm hai bà cháu, giờ con cũng quay để con chia sẻ lên cho cộng đồng người ta xem. Thì có gì ai giúp đỡ thì con tìm cô. Thì thường thường là 7-8 giờ là cô về đây. Đó. Rồi con cảm ơn cô nha, bye bye nha, ngoan nè. Bye bye đi rồi bữa nào gặp mua kẹo nữa. Ngồi xuống bye bye tôi đi. Bye bye đi. Bye bye, bye bye đi. Bye bye. Rồi nói con chúc ông bà khỏe mạnh. Con chúc. À cảm ơn nghe, ngoan. Ngoan. Rồi có tiền kẹo rồi xuống rồi. Rồi. Rồi thì mọi người, đó thì em cũng thấy thấy thương của mọi người đó, hai bà cháu đó thì em cũng chia sẻ cho mọi người thì của lòng nhiều thôi chú anh chị. Thì khi mà em chia sẻ cái clip lên cho cộng đồng của chú anh chị với em xem được thì mọi người có duyên thì mọi người có ai đi ngang cái tuyến đường mà quốc lộ 2 thì em đang đứng dưới cầu vượt Củ Chi á mọi người. Thì theo cô chia sẻ là 2 giờ sáng cô chở thằng nhóc này đi nè. Đó, hai bà cháu đi đi con. Đó. Dạ dạ. Mọi người có đi ngang thì ủng hộ cho hai bà cháu. Đó. Sống 20 mấy năm trong nghề làm phế liệu như vậy đó mọi người. Thì thằng nhóc mới có 4 tuổi à. Hai bà cháu vẫn đẩy đi 2 giờ sáng, bây giờ là 7-8 giờ tối rồi vẫn còn ngoài đường mọi người. Mà nghe nói cô về nhà trọ của cô là còn hơn 10 cây số nữa. Rất là vất vả. Thì thôi, em cũng muốn chia sẻ clip này cho cộng đồng được biết. Một lần nữa thì em xin chào và hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị nha mọi người. Bye bye tất cả mọi người ạ. Hi, xin chào mọi người, xin chào tất cả cô chú anh chị đã quay trở lại với em. Thì ngày hôm nay bên em có chào bán thêm một cái sản phẩm đó là cực kỳ ngon nha mọi người. Trên tay em là một hũ trà bông. Thì từ nào cô chú anh chị nghe trà bông gà, trà bông ca, trà bông heo, trà bông bò. Nhưng ngày hôm nay bên em đặc biệt có chào bán một cái sản phẩm trà bông cá. Cá biển nha mọi người, cá biển thiên nhiên. Gọi là cá biển sạch 100%. Tại vì sao em nói là gọi là cá biển sạch mọi người? Tại vì cái hũ trà bông trên tay của em là làm từ con cá từ thiên nhiên đánh bắt ngoài biển, đó là con cá thu cờ. Cá thu cờ nha cô chú anh chị. Thì đây là công nghệ của một bà chị là người sản xuất ra cái sản phẩm này, đó là chị Lê Nga, nguồn gốc xuất xứ sản xuất từ Kiên Giang. Nhưng công nghệ của chị, công thức đó, chị đi học từ nước ngoài về, và trong đây nguyên phụ liệu nhập khẩu từ nước ngoài luôn cô chú anh chị. Đó. Và đặc biệt quy trình sản xuất là máy móc linh kiện, thiết bị, trang thiết bị nhập khẩu 100% từ nước ngoài hết. Ở trong đây thành phần chỉ có là đường, muối và mỡ heo là ở các siêu thị ở Việt Nam thôi. Còn đặc biệt cái thành phần gia vị tẩm ớt để làm ra cái nguyên liệu này, để làm ra cái trà bông này, thì đặc biệt hoàn toàn nhập khẩu từ Hàn Quốc, Đài Loan và Nhật Bản. Đó, công nghệ là công nghệ Nhật Bản nha cô chú anh chị. Máy móc trang thiết bị nhập từ bên đó về hết.
ăn rất là ngon, mình bao cô chú anh chị ăn rất là ngon nha mọi người. Đó, như cái hũ này là 400g, 400g là giá đưa ra cho cô chú anh chị là 250.000. 250.000 là không bao ship nha cô chú anh chị, không bao ship là 250.000 một hũ 400g như thế này. Và bên em chỉ có hai cái hũ thôi. Một hũ nhỏ như thế này là 200g. Đó, 200g tức nghĩa là 2 lạng. Giá là 130k không bao ship, còn hũ lớn là 250k không bao ship nha mọi người. Đó, cực kỳ ngon luôn, bao của chú anh chị. Thì cái hũ bên em này có tem nhãn mát hẳn hoi và trên đây là nó có một cái lớp màn tấm bạc để chống đó. Và đặc biệt cái sản phẩm này không có chất bảo quản nha mọi người, rất là ok, được phê duyệt kiểm duyệt, có giấy tờ đầy đủ chứng nhận an toàn thực phẩm, chứng nhận chất lượng sản phẩm đầy đủ. Đó, cái hũ lớn này là 400g giá 250.000 và cái hũ nhỏ như thế này là 200g giá 250.000. Ủa, giá 130.000 là cái hũ nhỏ này, hũ lớn là hũ này là 130.000, hũ lớn là 250.000. Đó. Sản phẩm này là của chị Lê Nga, độc quyền phân phối, độc quyền sản xuất và phân phối luôn nha mọi người. Đó. Thì mọi người có thể đọc hướng dẫn sử dụng đây và hướng dẫn sử dụng được 60 ngày. Quý vị ăn, quý vị có thể để trong ngăn mát, nó sẽ sử dụng lâu hơn. Đó. Thì em sẽ khui một cái hũ này ra, em lấy cho mọi người xem. Đó. Và em ăn thử cho mọi người. Mọi người khui nắp ra nó rất là thơm nha mọi người. Trong đây nó có mỡ heo, đó, rất là ngon. Nè. Thì nó muốn ngon thì cô chú anh chị như thế nào? Cái này sáng mà cô chú anh chị ăn gọi là không nổi, nhậu xỉn có lỡ quá chén, ăn không nổi, mình nấu một chén cháo trắng, mình múc cái này bỏ vào ăn cũng ngon. Đó, bánh mì ăn cũng rất ngon, người già, người lớn, trẻ em, con nít ăn được không mọi người? Thì em trắng cơm nguội. Thì xin mời cô chú anh chị ăn thử một miếng nè, đổ vô. Múc một muỗng bỏ vào, cơm nguội nha mọi người. Cơm nguội ăn cũng ngon. Đó. Đó, kèm theo miếng lạp xưởng. Kèm theo miếng chà bông. Tại em bán lạp xưởng cho em quen, chà bông. Nói lên đã. Cơm nguội ăn cũng vẫn ngon mọi người. Quá là ngon. Mời tất cả cô chú anh chị, mọi người ăn một lần. À, mọi người trải nghiệm, mọi người sẽ biết nó thơm một cá mà rất là ngon, gia vị ăn nó hòa quyện vô rất là ngon mọi người, bỏ vô là nó giòn tan trong miệng luôn. Đó, múc thêm miếng nữa. Ăn cho đã, ăn cho chất lượng, không biết bán được không chứ nãy ăn mấy muỗng là thấy hao rồi đó mọi người. Mời cô biết đây. Ngon quá ngon. Hũ này là hũ lớn nha mọi người, 4 lạng, 400g, chỉ có 250.000. 250.000. Hũ nhỏ 130.000. Mọi người mua là mọi người phải tự trả tiền ship. Đó, mọi người mua số lượng nhiều em có thể phụ tiền ship cho cô chú chị. Đó. Nó cực kỳ đỉnh. Đó. Thì cô chú anh chị nào muốn mua sản phẩm bên em cứ liên hệ số điện thoại trên màn hình của em. Đó, thì em sẽ ship hàng tận nơi cho mọi người. Cô chú anh chị ở xa, ở gần thì em cũng ship được hết. Đó, ship là cô chú anh chị tự trả giúp em. Còn bên em không có bao ship, bán giá tại gốc là 250, hũ 4 lạng, hũ 2 lạng thì 130.000. Ok. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị. Bye bye tất cả mọi người. Nhớ ai cần liên hệ số điện thoại nằm ở góc trái màn hình. Ok, bye bye mọi người.